Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồi câu cá tra sông Hồ Đập nha các bạn. Phần này chúng ta rất là đơn giản, hiệu quả và dễ làm, ít tốn kém nha các bạn. Thành phần đầu tiên của chúng ta đó chính là cám tanh A2 nha các bạn. Câu cá phi, cá trôi, cá chép, cá chấm nha các bạn. Phần thứ hai đó chính là sữa chua Vinamilk. Cái này lại không đường nha các bạn. Để cho chúng ta tạo chua lên men nhanh. Phần thứ ba đó chính là phô mai. Các bạn bị mình một lát phô mai con bò cười như thế này nha các bạn. Đấy, một lát là ok rồi. Đây là một câu cá D3. Đây, cái cá tra là chính nha các bạn. Nè, cá tra nè, cá tra, cá chim, cá chấm trôi. Mồi này để chúng ta câu cá tra sẽ ok nha các bạn. Nguyên liệu của chúng ta đây. Đây chính là dầu chuối nha các bạn. Vani dầu chuối. Đây, mở ra cho các bạn xem. Đây. Đây là vani dầu chuối nè. Đây là ống mà chú này các bạn bị mình hai ống là ok. Mua nguyên hộp để mình để dành để mà câu các bạn. Hộp này chỉ có 10 ngàn một hộp này thôi. Rất là rẻ tiền. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọn mồi cho các bạn xem nha. Đầu tiên các bạn bỏ cắm tanh ra cho mình. Cắm tanh này các bạn bỏ chừng một lạng. Okay, để chúng ta câu chùm nho nha các bạn. Ok. Tiếp theo là mồi câu cá D3. Đây là một cái ba của chúng ta. Cũng vậy các bạn cho mình một lạng thôi. Ok. Nó có mùi rất là tanh hăng nha các bạn. Rất hợp cho chúng ta câu câu tra nha. Rồi cái này các bạn trộn đều lên. Ok, tiếp theo là các bạn bị mình phô mai nha. Đây là phô mai con bò cười nè. Các bạn cho mình một lát là ok rồi. Không cần nhiều nha các bạn. Chỉ cần một lát thôi. Đấy, một lát phô mai bò cười. Rồi, ok. Đây là sữa chua nè. Các bạn cho mình khoảng chừng một khẩu thôi nha. Là bây giờ là các bạn đổ ra cho mình ít chứ đi đó. Chút nữa nó có bị mà nhão hay bị gì mình cho thêm nha các bạn. Rồi các bạn trộn đều lên cho mình. Bạn bóp nhuyễn cái phô mai ra, bóp cho nó đều ra. Bài mồi này của mình các bạn ủ qua một đêm nha các bạn. Xong rồi sáng ngày hôm sau các bạn đem đi câu nha. Coi như các bạn ủ một ngày á. Coi như hôm nay làm là ngày mai các bạn đem đi câu là ok. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ dầu chuối vô nha các bạn. Đây là dầu chuối của chúng ta nè. Cái dầu chuối này các bạn bị mình hai lát nha. Các bạn cắt ra. Cắt ra. Hai ống nha các bạn. Mình cắt vậy cho nó không ra hết ta.
Đấy, một ống nè. Ống thứ hai. Ok. Ok. Vậy là mình bỏ hóng ở chú đây rồi nha các bạn. Các bạn trộn đều lên cho mình. Bắp thật là nhuyễn và đều. Ok. Rồi. Còn về phần sữa chua này, mình sẽ đổ thêm nha. Mồi ta nó khô lại á, đổ thêm. Đổ ít vừa thôi. Tránh tình trạng mồi ta nó bị nhão nha các bạn. Bộ này chúng ta nó có sẽ rất là có độ dính rất là vừa phải cho các bạn, chứ không phải là dính chặt nha, ok hơn. Các bạn nên nhớ là các bạn làm mồi, các bạn đừng nên làm mồi dính quá, các bạn làm mồi dính bở là ok. Khoảng ở chừng 30 phút, 3 phút nó tan mồi là ok các bạn. Vậy là tha hồ cho các bạn câu cá tra ok nha. Đây là bài mùa mới trên kênh của mình đó các bạn. Rất là đơn giản thôi. Các bạn còn có thể cho thêm mình một ít bơ nha các bạn. Bơ tường ngang á, để cho người ta tạo độ hăng nhanh. Hăng mạnh các bạn. Cá tra thì thích ăn mùi hăng nha các bạn. Sẽ ok hơn. Đây các bạn với mình chuẩn mình cái lăn xê như thế này nè. Đấy, hiện tại là mình đang có hai loại lưỡi. Đây là lưỡi số 16 các bạn, và lưỡi số 14. Đây là lưỡi nhỏ số 14 nè, và lưỡi lưỡi to là lưỡi số 16 nha các bạn. Mình thì không có cái chùm nho, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái lăn xê nha. Các bạn thông cảm. Đấy. Cái này các bạn bóp đi dày. Móc vô trong lưỡi thôi. Sẽ ok nha các bạn. Để câu lưỡi 16 này để chúng ta câu cá tra xong. Sẽ ok hơn nha các bạn. Mồi ta này rất là mềm và dính nha các bạn. Chứ không phải cứng nha. Mình nắng thì cũng không được đẹp cho lắm. Các bạn thông cảm mình nha. Đấy, bạn cứ nắng cho nó mùi lửa như thế này. Còn về trong phần cái lò xo á, các bạn có thể cho mình một ít mồi để mà chúng ta dự nhữ cái nha các bạn. Nên nhớ mồi này của mình các bạn ủ qua một đêm nha, một ngày nha. Xong rồi sáng ngày hôm sau các bạn đem đi câu. Sẽ ok hơn. Mồi này để chúng ta có xa sông hồ hoặc là đập nha các bạn. Đấy. Các bạn cứ bóp thật đều vô, nắng vào trong lưỡi câu là ok các bạn. Đấy. Mình không nắng kèm nho chuyên nghiệp cho lắm. Các bạn thông cảm nha. Nha, đẹp là ok. Còn về phần cái lò xo, bạn lấy một ít ít mồi ở dưới trong cái mồi mình đang câu nè. Đó, các bạn nắng vào trong cái lò xo này nè. Đó. Nắng nhẹ thôi. Để ta quăng nước á, mồi ở trong lò xo này sẽ bung ra. Sẽ nhử cá đến ăn
nhiều hơn và nhanh hơn nha các bạn. Rồi ok, vậy là xong cái bài mồi con trai của chúng ta rồi. Các bạn ngủ qua một đêm xong rồi các bạn đem đi câu nha các bạn. Xin chúc tất cả các bạn làm mồi này câu thật nhiều cá tra nha các bạn. Và đừng quên chia sẻ bài mồi này với lại tất cả mọi người nha các bạn. Và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Mình luôn luôn làm những bài mồi mới để cho các bạn xem và các bạn tham khảo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau. Và xin chúc tất cả các bạn làm mồi của mình lên được thật nhiều cá nha các bạn. Xin chào nha và hẹn gặp lại các bạn nha.